Tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, nhà báo Hàn Ni, tôi bị hàng nghìn cuộc gọi chửi, nhắn tin bậy bạ. 15 năm nữa ở Phủ Lý bay lắc khi vừa hết giãn cách. Hình phạt lấy độc trị độc của cảnh sát cơ động với thanh niên Nepo được cộng đồng mạng ủng hộ hết lời. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 15 tháng 10, bà Đặng Thị Hàn Ni đã làm việc với Công an tỉnh Bình Dương dựa trên đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương. Bà Hàn Ni nói rằng, trong suốt thời gian bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trên các phương tiện truyền thông đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân, gia đình, xã hội. Vì vậy, qua đơn tố cáo, bà mong muốn cá nhân người vi phạm sẽ sớm bị xử lý. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni để làm rõ vấn đề này. Tôi sẽ hoàn tất thủ tục để yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng bà Đặng Thị Hàn Ni cho biết sẽ có một buổi làm việc tiếp để tôi hoàn tất thủ tục yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó, tất cả mọi chuyện nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Mọi người hôm 15 tháng 10 thấy tôi làm việc với cơ quan công an thì bảo tôi bị bế đi rồi à, bị xử lý rồi à, không phải, tôi nói rõ, công an có chức năng bảo vệ trật tự xã hội. Vì vậy khi tôi bị xâm phạm quyền lợi ích cá nhân, tôi gửi đơn tố cáo thì họ mời tôi lên để xác nhận đơn, hỏi rõ yêu cầu cũng như là thay đổi, bổ sung, cung cấp chứng cứ cho quá trình điều tra. Thời gian tiếp theo công an cũng sẽ tiếp tục mời bà hàng thôi. Ai cũng có quyền tố cáo, nhưng xác định được rằng mình phải trách nhiệm nếu sự thật có vấn đề. Tôi không làm sai nên chẳng có gì phải sợ mà không tố cáo. Công an Bình Dương rất chuyên nghiệp, đàng hoàng và chuẩn mực. Trong suốt quá trình làm việc, mọi thứ đều được ghi âm, ghi hình cụ thể, đúng pháp luật. Với những vụ án nghiêm trọng thì có thể xem xét ở mức cấp quận huyện xử lý, nhưng hiện tại Công an Bình Dương rút hồ sơ đưa về tỉnh để điều tra. Điều đó cho thấy tính chất của vụ việc lần này là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà đến cả xã hội. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, trong đó đơn tố cáo của bà là gì? Nhà báo Hàn Ni cho biết thêm, Tôi tố cáo bà Hằng về ba hành vi. Thứ nhất là vô khống tôi. Bà Hằng nói tôi bảo kê bảo vệ cho cái sai của lãnh đạo tống tiền doanh nghiệp. Nếu bà Hằng không có quyết định chứng cứ gì thuộc về cơ sở pháp lý thì bà Hằng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thứ hai, nhục mạ tôi. Bà Hằng dùng hình ảnh của gia đình tôi, vợ chồng tôi để nói tôi quan hệ bất chính, dùng nhiều từ miệt thị tôi. Thứ ba, nếu tố cáo bà Hằng chỉ báo với một cơ quan chức năng hoặc nhà nước, đây bà lại dùng livestream trên mạng xã hội mà bà nói là cả triệu view để lan tỏa, đó là có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác. Ba hành vi đó tôi đã nêu ra trong đơn tố cáo, tất cả đều được quy định trong Bộ luật hình sự. Ngoài ra gần đây bà Hằng còn dùng nhiều lời lẽ nặng nề hơn, thậm chí hai lần công khai sẽ đánh tôi, đe dọa đến tận cơ quan hoặc gặp tôi ở bất cứ đâu sẽ đánh tôi ở đó. Nhà báo Hàn đi cho biết thêm, chứng cứ chính là những âm thanh hình ảnh bà Hằng đã vu khống tung lên mạng xã hội ảnh hưởng tới tôi mà nhiều người và bản thân tôi biết. Thông qua buổi làm việc, tôi đã trình bày với công an là clip tôi tải ở đâu, như thế nào, có lời lẽ gì ảnh hưởng mình. Cơ quan chức năng có thể đi điều tra xem tôi có hành động đó hay không. Nếu như tôi sai thì tôi chắc chắn sẽ bị xử lý. Tôi xin cam đoan mình không có gì, vì nếu làm sai sợ bị xử lý thì tôi đã không dám tố cáo. Lời bà Hằng nói ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân và gia đình tôi. Đối với những vấn đề bà Phương Hằng nói trên các live stream mạng xã hội, bà Hàn Ni cho biết tôi không hề có liên quan. Thứ nhất, về nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cùng là đồng nghiệp nên chúng tôi có gặp nhau trong vài cuộc họp, buổi tiệc tùng, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức quen biết thông thường. Thứ hai, bà Hằng nói tôi thân thiết bảo vệ anh Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang bị bắt trong một số vụ án. Tôi có quen với vợ anh Cang vì chị ấy học cùng lớp thạc sĩ luật với tôi, nhưng tôi không quen biết anh Cang, chưa bao giờ bắt tay hay ăn nhậu riêng gì với anh, chứ đừng nói kiểu bất bình tiền bạc bảo vệ nhau làm sai. Thứ ba, bà Hằng nói tôi, anh Hiển và ông Dr. Thanh lấy tiền hại bà ấy, tấn công con bà ấy, tất cả đều không có căn cứ. Riêng ông Dr. Thanh, chúng tôi còn chưa bao giờ gặp ngoài đời, tôi không hiểu làm sao lại có thể có câu chuyện này. Thứ tư, bà Hằng nói tôi tống tiền doanh nghiệp. Vậy, tôi hỏi tại sao đến tận bây giờ không có doanh nghiệp nào đứng ra tố cáo tôi không có hành vi nào chứng minh rằng tôi làm chuyện đó bà hằng đã từng tố cáo tôi đâu chỉ với cơ quan nhà nước mà còn ở đơn vị tôi làm việc nữa người ta đã xác định và khẳng định tôi không có liên quan gì về đạo đức nghề nghiệp với bà ấy hết ngay cả hôm nay trong cơ quan công an mà bà ấy còn nói tin sai sự thật bị hành hung nữa là Tôi chỉ thắc mắc tại sao những hành vi vi phạm rõ ràng minh bạch có đầy đủ chứng cứ mà cả xã hội bức xúc như thế lại để cho 7 tháng nay ảnh hưởng rất lớn đến bản thân và gia đình tôi. Sự việc ảnh hưởng đến bà và gia đình như thế nào? Nhà báo Hàn Ni cho biết thêm, có hàng nghìn cuộc gọi chửi rủa tục tiễu, thậm chí là người ta còn lấy số điện thoại của tôi trên trang làm quen bốn phương nào đó, khiến cho điện thoại Facebook liên tục nổ tin nhắn bậy bạ. Vậy mong mỏi hiện tại của bà là gì? Nhà báo Hàn Ni cho biết, người vi phạm phải sớm chịu xử lý. Bởi bây giờ, sự việc bây giờ không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân mà còn ảnh hưởng môi trường văn hóa trên mạng xã hội. Khi đã xác định thiệt hại thì tôi mong cơ quan tố tụng hủy bỏ thông tin sai sự thật và yêu cầu cải chính công khai trên các thông tin truyền thông đại chúng mà bà Hằng bảo là lan tỏa triệu view gì đó. Ngoài ra, hai lần bà Hằng công khai dọa đánh tôi trên live stream nên tôi đã đề nghị cơ quan chức năng sẽ bảo vệ tôi. Công an thành phố Phủ Lý vừa bắt quả tang 15 đối tượng gồm 8 nam 7 nữ trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau đang sử dụng trái chế phép chất ma túy để bay lắc. Tối ngày 17 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Phủ Lý phối hợp với công an phường Lê Hồng Phong kiểm tra số nhà 11 ngõ 30 tổ 4 phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý đã phát hiện bắt quả tang 15 đối tượng gồm 8 nam 7 nữ trú ở nhiều tỉnh thành phố như Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên đang tổ chức sử dụng trái chế phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hai đĩa xứ, một thẻ cứng, một ống hút đều bám dính ma túy, ba gói ketamin, hai loa công suất lớn, hai bộ đèn nháy laser, ba ô tô, 20 điện thoại di động và số tiền trên 10 triệu đồng. Tết nhanh tất cả 15 đối tượng đều dương tính với ma túy. Bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng không quen biết và sử dụng ngôi nhà trên để tụ tập bay lắc. Hiện công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đoạn clip ngắn ghi lại hình thức xử phạt độc đáo của các chiến sĩ cảnh sát cơ động đối với người phạm lỗi Nepo được cộng đồng mạng ủng hộ. Đoạn clip hình phạt của cảnh sát cơ động đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Trong clip là hình ảnh một thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm đang được hai chiến sĩ cảnh sát giáo huấn về ý thức tham gia giao thông bằng cách bắt chính anh chàng nghe âm thanh với độ ồn cực lớn từ chiếc xe máy của mình. Chỉ mới 5 giây đầu tiên, anh chàng đã không chịu đựng được tiếng nẹt bô của chính xế yêu của mình. Thế nhưng các chiến sĩ vẫn tiếp tục bắt phạt anh chàng nghe tiếp một lần nữa thứ âm thanh từng khiến cho bao người đi đường khó chịu và lo sợ. Hình thức xử phạt độc đáo này của các chiến sĩ được cư dân mạng nhiệt tình ủng hộ bởi lâu nay hành vi nẹt bô, rú gà ẩm mỹ trên phố đã gây ra nhiều phiền toái cho những người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên đường. Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng Mấy anh công an chất quá, phải vậy thì lũ trẻ nó mới sợ. Các anh làm cách này hay quá, phạt tiền chưa chắc chúng nó đã hiểu được việc nẹt bô xe máy ẩm mỹ trên đường phố khiến cho người khác khó chịu tới mức nào đâu. Phải hạn chế cũng như phạt nặng các tiệm xe cá nhân chế với phụ tùng kiểu này tiếp nữa. Bắt phạt tịch thu luôn, không nói nhiều. Phạt nhân hai tiền, thế cho biết. Ông nào thích nẹt hay đua thì mua xem vào trường đua mà đua. Các anh làm vậy hợp tình, lại hợp cả lý nữa chữ lị. Lấy độc trị độc, cho họ tận hưởng thứ họ làm ra. Thích thể hiện thì ngồi xuống tận hưởng một chút thôi mà, oai gì cái con xe rách tháo pô, chỉ phá làng phá xóm. Thường thì những ông bị phạt như này, xong hay được thả ra luôn ấy mà, gọi là nhắc nhở thôi. Thôi coi nhắc nhở thế cho chừa tội độ pô.